Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp những câu chuyện về Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Mạng Tứ Tý Quý Trùng của Nguyễn Văn Thiệu và điềm báo rùng rợn trên núi Mặt Quỷ. Những kẻ từng ca tụng Nguyễn Văn Thiệu lên mây như một tổng thống chống cộng khét tiếng chắc sẽ bật ngửa khi biết xuất phát điểm gia đình Nguyễn Văn Thiệu lại có cảm tình và từng ủng hộ Cộng sản. Người từng nêu ra và xác nhận quan điểm này là ông Nguyễn Văn Hoàng, tức nhà tình báo lỗi lạc Hoàng Đạo. Người nổi tiếng với chiến công tình báo nổ mìn phá hỏng thông báo hạm Anio Davin của Pháp trên biển Sầm Sơn Thanh Hóa vào năm 1950. Cuối năm 1933, ông Nguyễn Văn Hoàng được Đảng Cộng sản cử từ depot xe lửa Dĩ An ra depot xe lửa Tháp Chàm, chỉ huy phong trào đình công của công nhân đường sắt. Mật thám Pháp chờ sẵn bắt Nguyễn Văn Hoàng từ depot Tháp Chàm và đưa lên giam giữ tại nhà thương Pha Rang, định từ đó đưa về Sài Gòn xét xử. Cuộc biểu tình của công nhân đường sắt đòi thả Nguyễn Văn Hoàng đã được quần chúng nhân dân nhiều ngành nghề khác ủng hộ, biến thành một cuộc đấu tranh lớn. Mật thám như phải thả Nguyễn Văn Hoàng và được hàng ngàn dân chúng hộ tống đã quay lại Tháp Chàm tổ chức một cuộc diễn thuyết hô hào đấu tranh tại cầu Bảo ngay trước biệt điện của Bảo Đại. Trong số các nhân sĩ trí thức, các tổng An Sơn, Ninh Hải, An Phước, tỉnh Ninh Thuận đến dự có ông Nguyễn Văn Trung, cha của Nguyễn Văn Thiệu. Khi đi nghe diễn thuyết, ông Trung có cõng theo cậu con trai Nguyễn Văn Thiệu lúc đó mới 10 tuổi. Lương thực dự trữ cho công nhân đấu tranh cạn dần, ông chủ hãng buôn Hiệp Thạnh Võ Văn Vi ở Pha Rang và ông Nguyễn Văn Trung ở Chi Thủy đã tặng cho công nhân đấu tranh một số tiền đủ mua 600 kg gạo. Cô chủ nhà máy xay cầu Bảo cũng học tập, không những không lấy tiền xay sát mà còn góp thêm cho anh em công nhân một số gạo để cho tròn một tấn. Một người anh ruột của Nguyễn Văn Thiệu là giáo sư Nguyễn Văn Kiểu, sau này làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Đài Loan khi còn dạy học tại khu vực chợ Bàn Cờ, cũng thường xuyên tham gia phong trào đấu tranh bãi thị, bãi khóa và biểu tình của sinh viên, học sinh nhằm đuổi tàu chiến Mỹ ra khỏi cảng Sài Gòn vào tháng 1 năm 1950. Riêng Nguyễn Văn Thiệu ngay từ bé đã tỏ ra là một người đa nghi, thận trọng. Năm 1949, Thiệu trở thành một sĩ quan trong quân đội Liên Hiệp Pháp chống lại Việt Minh, đứng hẳn sang bên kia chiến tuyến với những người Cộng sản. Chọn hoạn lộ, Thiệu đã rời bỏ truyền thống và khuynh hướng của gia đình. Cựu Đại tướng Việt Nam Cộng Hòa Cao Văn Viên từng nhận xét, ông Thiệu có phẩm chất của một mưu sĩ, nghĩa là ông ta thức thời, biết nắm bắt và khai thác cơ hội để thăng tiến nhanh. Vì thế, Nguyễn Văn Thiệu đã phải vứt bỏ yếu tố đạo đức sang một bên. Chọn Nguyễn Văn Thiệu để trao chức vụ tư lệnh sư đoàn 5 chứng tỏ Ngô Đoàn Đỉ Diệm rất tin cậy và ưu ái đối với viên sĩ quan trẻ tuổi này. Đáp lại ân sủng, ngày 1 tháng 11 năm 1963, Nguyễn Văn Thiệu đã đưa sư đoàn 5 bao vây và tấn công Dinh Gia Long để buộc anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu phải đầu hàng. Sau này, Thiệu lấp liếm rằng ông ta chỉ ra lệnh bắn vào Dinh Gia Long khi biết chắc Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo đệ Ngô Đình Nhu đã thoát ra ngoài. Sau đảo chính, Thiệu được phong hàm thiếu tướng. Chỉ hơn một năm sau, năm 1965, Thiệu lại được gắn lon trung tướng. Nhờ có sự hậu thuẫn của nhóm tướng trẻ, Thiệu đã được bầu làm chủ tịch hội đồng lãnh đạo quốc gia, trở thành quốc trưởng của miền Nam. Trên cương vị này, ngày 31 tháng 10 năm 1966, Nguyễn Văn Thiệu đã đứng chủ tọa cắt băng khánh thành Dinh Độc Lập Nguyên Thủy. Nó là Dinh Noro, bị hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc lái 20 bay AD-6 ném bom đánh sập vào ngày 27 tháng 2 năm 1962. Đầu tháng 7 năm 1962, Ngô Đình Diệm quyết định xây dựng lại Dinh, còn bản thân ông và gia đình người em Ngô Đình Nhu thì dọn sang sống tạm bên Dinh Gia Long, nay là bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Đình Diệm đã không bao giờ còn cơ hội quay lại chốn quyền lực cũ. Ám ảnh về sự trả thù và lo sợ bị đảo chính, Nguyễn Văn Thiệu đã hai lần tổ chức cầu siêu theo nghi lễ Thiên Chúa Giáo cho anh em cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vẫn chưa yên, năm 1967, ông ta lại cho triệu một thầy địa lý người Hoa vào Dinh Độc Lập yểm bùa, thầy phán. Dinh được xây trên Long Mạch, chấn ngay vị trí đầu rồng, đuôi rồng nằm ở cách đó non 1 km, rơi vào vị trí công trường chiến sĩ, cần phải dùng một con rùa lớn yểm đuôi rồng lại. Sự nghiệp của Tổng thống mới mong bền vững, Nguyễn Văn Thiệu tin theo, cho xây hồ nước tại công trường, thành hình bát giác từ trên cao nhìn xuống giống hệt ô bát giác trên mai rùa. Vị trí của hồ được đặt ngay chính vị trí cửa khảm khuyết của thành Gia Định xưa, gọi là thành Bát Quái hay thành Quy. Giữa trung tâm hồ nước là một đài tưởng niệm, trên có đúc một con rùa lớn bằng kim loại đội bia ở trên lưng và một cột
cao có hình cánh xòe ở phía trên, xem như một chiếc đinh đóng xuống giữa hồ để dìm đuôi rồng lại. Năm 1972, công trường chiến sĩ được đổi tên thành công trường quốc tế. Dân Sài Gòn vẫn quen gọi đó là Hồ Con Rùa. Bày trò bầu cử độc diễn, ngày 6 tháng 3 năm 1971, Thiệu tuyên bố tái đắc cử ghế tổng thống với tỷ lệ 94,36% số phiếu và được tối cao Pháp viện Sài Gòn công nhận kết quả vào ngày 22 tháng 10 năm 1971. Để tạ ơn, Thiệu đã đưa gia đình về quê hương thắp hương cho mộ tổ. Ông cho gom mồ mả của dòng họ cải táng về một nghĩa trang lập riêng sau trường tiểu học Dư Khánh và lệnh cho tỉnh trưởng tỉnh Ninh Thuận phải thường xuyên cắt hai lính bảo an ôm súng đứng gác. Ông cũng cho sửa lại trùng sơn tự trên đỉnh núi và văn thanh miếu ở lưng chừng núi đá trồng nằm giữa hai xã Khánh Hải và Văn Hải. Trùng sơn tự là nơi mẹ của tổng thống chọn làm nơi quy y cửa Phật lúc xế chiều, còn văn thanh miếu là nơi thờ tự lễ lạt của những thành viên hội khổng học Ninh Thuận. Ông muốn chứng tỏ dù đã cải đạo sang đạo Thiên Chúa mang tên thánh là Martino Nguyễn Văn Thiệu, ông vẫn chưa hề quên truyền thống nho học của gia đình. Mục đích chính, Nguyễn Văn Thiệu muốn đưa thầy địa lý theo chấm chấn yểm long mạch trên núi đá trồng nhằm bảo vệ sự vững bền cho ngôi vị tổng thống. Cho phía bắc ngọn núi đá trồng có một tảng đá rất lớn hình lưỡi đao gọi là hòn đá đao, được thầy phán là vật yểm mệnh của tổng thống. Ngọn đá dao đứng chênh vênh nhìn về hướng đông bắc, hướng thôn Dư Khánh, quê của Thiệu. Ngay trước mặt hòn đá có ba tảng đá lớn chồng lên nhau, dân gian gọi là tảng đá mặt quỷ. Để ém long mạch ngay phía trước mặt hai tảng đá dao và đá mặt quỷ, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho tỉnh trưởng tỉnh Ninh Thuận điều một trung đội công binh gấp rút xây lại văn thanh miếu thành ba ngôi nhà lớn tạo thành hình chữ công, án cho phía bắc núi đá chồng, sau đó làm gấp một con đường trải nhựa chạy thành hình vòng cung từ dưới tỉnh lộ lên đến văn thanh miếu. Công trình hoàn tất, một trung đội biệt động quân đã được điều về để ngày đêm bảo vệ. Âm dương bài bố đầy đủ, Nguyễn Văn Thiệu yên tâm hứng khởi và tin tưởng đến mức gửi chọn tiền đồ quốc gia vào những phán truyền sấp ngửa. Đầu xuân năm 1972, theo lệnh của Nguyễn Văn Thiệu, đại tá Trần Văn Đông, giám đốc Việt Tân xã đã long trọng mời ba ông thầy Huỳnh Liên, Minh Nguyệt, Khánh Sơn lên đài truyền hình nói trước dân chúng về vận mạng quốc gia. Cả ba thầy đều thao thao bất tuyệt về một nền hòa bình vĩnh cửu đang đến rất gần, về quốc gia may mắn có một vị tổng thống anh minh và sáng suốt, có chân mạng đế vương tất sẽ lãnh đạo binh sĩ và dân chúng giành thắng lợi tuyệt đối trước cộng sản. Đầu năm 1975, quân giải phóng đã đánh chiếm Phước Long, Giáp Tý, Kỵ Ất Mão như lời thầy Tử Vi phán. Cho đời Thiệu bắt đầu, như trên mặt báo vẫn còn có những kẻ xu nịnh ca tụng quý số và tài năng của Thiệu hết lời, đại loại như người lãnh tụ phải biết trị quốc. Cụ Ngô Đình Diệm cầm quyền 9 năm bị hai lần đảo chánh, vậy không biết trị quốc và quá tin người nên chết thảm. Đại tướng Dương Văn Minh cầm quyền 3 tháng bị một lần đảo chánh vì không biết trị quốc nên thân bại danh liệt. Nguyễn Khánh cầm quyền 13 tháng, Phan Huy Quát cầm quyền 5 tháng, Nguyễn Cao Quỳ 2 năm, tất cả đều bị lật đổ, vậy không biết trị quốc nên sự nghiệp tiêu tùng. Riêng ông Nguyễn Văn Thiệu cầm quyền 10 năm không một lần đảo chánh, vậy là người biết trị quốc, xứng là lãnh tụ. Đùng một phát, từ lưng chừng núi, ngọn đá dao linh vật giữ vận mạng đời Thiệu như lời thầy phán bị vỡ đôi, lăn lông lốc xuống đánh vỡ ba hòn đá mặt quỷ và lăn xuống chân núi giữa một chiều không mưa, trời quang mây tạnh. Đại tá Võ Thứ, hiện nay là trưởng công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận, thuật lại: tiết kinh chập, tức là sâu nở, mùa xuân năm 1975, toàn vùng Văn Sơn, Bình Sơn, Khánh Hải, Ninh Chữ đột nhiên xảy ra một trận thiên địch lớn chưa từng thấy. Hàng đàn sâu các loại xuất hiện dày đặc, quét hết đợt này đợt khác lại xuất hiện tại núi đá chồng. Trong các hậu đá của hòn đá dao bị vỡ, sâu và bọ hung cũng xuất hiện lũ lượt. Chúng túa ra, bỏ hàng đàn qua lộ và nối nhau mất hút ra biển. Dân chúng kháo nhau, vận ông Thiệu đã hết. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, Nha Trang giải phóng. Các sang lính Việt Nam Cộng Hòa cuống cuồng theo nhau theo quốc lộ 1 chạy về phía Phan Rang. Theo đề xuất của tướng Frederick Weigand, tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ đến Sài Gòn ngày 28 tháng 3 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu quyết định lập phòng tuyến Phan Rang để chặn bước tiến của quân giải phóng.
Thiệu ra lệnh sáp nhập hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận của quân khu 2 vào quân khu 3, lập bộ tư lệnh tiền phương của quân đoàn 3, cử Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi làm tư lệnh đại bản doanh đặt tại sân bay Thành Sơn, Phan Rang. Trên khắp mặt trận mới mở thuộc hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận, Thiệu đã ném vào canh bạc cuối cùng hơn 75.000 quân các loại. Nhưng chỉ 2 tuần sau đó, sức tiến công như vũ bão của quân giải phóng đã đập nát tuyến phòng thủ Phan Rang, bắt sống 1.665 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, 11 xe tăng thiết giáp và 51 máy bay nguyên vẹn. Ngày 16 tháng 4 năm 1975, tại xóm Dừa, phường Đô Vinh, Tháp Chàm, Bộ Tư lệnh Tiền phương của quân đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa gồm Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, Chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang và toàn bộ sĩ quan tùy tùng đã bị bắt gọn trên 3 chiếc xe bọc thép. Trước đó, ngày 13 tháng 4 năm 1975, Trung đội lính bảo vệ núi Đá Chồng đã bắn chết người cai quản Văn Miếu, rồi xô vào đập nát các bệnh thờ, cậy cả mái ngói để tìm vàng ông Thiệu giấu. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu đã phải ngậm ngùi lên đài đọc lời từ chức, thu nhận sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn và chính bản thân ông ta, để rồi sau đó chạy ra ngoài và sống hết những năm còn lại trong kiếp lưu vong không tổ quốc. Thầy số Huỳnh Liên, nhân vật nắm chặt tử vi của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, số phận còn bi thảm hơn. Không chỉ đoán sai bét vận mệnh quý tướng của ngài Tổng thống, ông thầy đại tài còn mù tịt chẳng đoán được tí gì về số phận của chính bản thân mình. Quân giải phóng làm chủ Sài Gòn, thầy đoán không ra nên không kịp di tản để tháo thân, ở lại không lâu. Nhâm Cầm độ toán chật lất, thầy rước hai thợ điện về sửa nhà ở tỉnh Sông Bé. Mà không hay đó là hai thằng kẻ cướp giả dạng thánh không vật tội một đời bịp bợm, nhưng thầy lại bị hai thằng kẻ cướp đè ra siết cổ bằng dây điện cho đến khi lè lưỡi chết thằng cẳng ngay giữa ban ngày.